Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Đây là những con giáp gặp vận đen đủi bùa vây, làm việc gì cũng khó thành trong ngày 29 tháng 10 âm lịch. Các bạn cùng chiêm nghiệm với mình xem có đúng không nhé. Những con giáp này trong ngày 29 tháng 10 âm lịch, công việc gặp nhiều trục trặc hơn hẳn, có điểm đấu đá, cạnh tranh, bị kẻ xấu hãm hại, cướp công lao. Dù bạn có khả năng hoàn thành công việc đi chăng nữa thì cũng bị kẻ tiểu nhân phá đám, gây khó dễ, bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp chơi bẩn, khiến tinh thần làm việc của bạn bị xuống dốc nghiêm trọng, dễ mắc phải sai lầm không đáng có. Thêm vào đó, vận khí kém nên con giáp này hầu như không gặp may mắn về tiền bạc. Mọi thứ bạn có đều đổi lại bằng sự phấn đấu không ngừng nghỉ, nhưng thành quả thu được chẳng là bao. Thậm chí nếu thời gian này mà bạn không quản lý chặt túi tiền của mình, tin tưởng nhầm người rồi lại trắng tay. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một, tuổi Dậu. Người tuổi Dậu nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp hoặc nhận một lời mời đi ăn với sự xuất hiện của thực thần trong ngày hôm nay. Được sống trong tình cảm và sự quan tâm của mọi người nên bạn nhận được tận hưởng một ngày vui trọn vẹn. Người tuổi Dậu sẽ khó có được những phút giây an nhàn, thoải mái như mong muốn khi vận trình sa sút khá mạnh ở nhiều phương diện. Do bị nhiều hung tinh ảnh hưởng, bản mệnh mưu sự không thuận lợi ngay từ đầu, phải hết sức kiên nhẫn. Công việc thiếu tính đột phá lại dễ xảy ra xung khắc với những người không làm việc chung, không có ý hại người nhưng dễ bị người hại, khiến tiến trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuổi Dậu gặp tương xung nên dễ rơi vào vòng xoáy của cạnh tranh, đấu đá. Khối lượng công việc ngày một nhiều, đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ, bằng không sẽ phạm vào sai lầm, ảnh hưởng uy tín. Trong ngày 29 tháng 10 âm lịch này, bản mệnh còn có thể được giao trọng trách nào đó, khó nhằn, tốn nhiều công sức và thời gian để giải quyết mà không nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Hãy kiểm soát cảm xúc tốt, suy nghĩ tích cực hơn để sớm thoát khỏi mớ bòng bong này. Dấu hiệu phá tài rõ ràng khi bị đại hao chiếu mệnh, điềm báo cho thấy bạn sẽ bị lừa gạt, chịu tổn thất nghiêm trọng, cần quản lý túi tiền thật chặt, đừng tin tưởng lầm người rồi lĩnh hậu quả khi giao chứng cho ác. Đầu tư phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu. Có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có lẽ đúng với bạn trong trường hợp này. Vận trình tình cảm của ngày hôm nay cũng dễ vướng vào chuyện không đâu. Những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn nổ ra liên miên, bào mòn sự kiên nhẫn của đôi bên. Đổ vỡ hoàn toàn có thể ập đến bất cứ lúc nào từ những chuyện nhỏ nhặt. Về phương diện sức khỏe, con giáp này cũng cần đặc biệt lưu tâm. Nguyệt lệnh lâm bệnh ở Dậu có thể mang theo những điểm báo xui xẻo bất ngờ, bệnh tật hoành hành. Bản mệnh cần có những biện pháp dưỡng sinh, luyện tập, thể thao hợp lý để tăng cường thể lực, đẩy lùi bệnh tật. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Tý. Theo các chuyên gia tâm linh dự báo, dưới sức ảnh hưởng của hình hại vô lễ, cho thấy người tuổi Tý đang phải chịu những áp lực vô hình mà bạn không biết chia sẻ cùng ai. Nếu cần được lắng nghe thì bạn nên tìm tới những người có tư duy tích cực nhé. Ở thời điểm vận trình bất ổn như thế này, bạn nên tĩnh, tránh động. Dù làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm. Nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường. Tài vận tăng giảm bất ổn, đầu tư có thu lợi nhưng chưa thật sự bền vững. Thứ tài có lúc khởi vượng nhưng lại giảm sút mạnh. Hơn nữa, bản mệnh còn bị hung tinh âm sát theo bám, nên tránh các dự án đầu tư quá lớn. Hãy chờ đợi tới thời điểm thích hợp hơn. Chuyện tình cảm của tuổi Tý nhìn chung vẫn khá ổn định, chỉ cần bạn kiềm chế cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với thành viên trong gia đình thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, đặc biệt là nữ mệnh, hứa hẹn những trải nghiệm tình cảm thú vị. Ngũ hành tương sinh cho thấy khi bản mệnh đã biết nói những lời ngọt ngào hơn với một nửa của mình thì vận trình tình cảm cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hãy cố gắng duy trì thói quen tốt này, đừng nghĩ gì nói nấy, như trước đây kẻo làm tổn thương đến người ấy. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Sửu. Tỷ kiên xuất hiện khiến người tuổi Sửu hôm nay bị chê không ít. Nếu là bạn mắc lỗi thì hãy chủ động nhận lỗi càng sớm càng tốt.
Ngoài ra, bạn cũng nên tránh nói quá nhiều về một điều bản thân không chắc chắn để hạn chế rủi ro nữa nhé. Sự nghiệp nhìn chung vẫn có thể tiến triển đều đều, song nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới. Tiểu hao hung tinh chi phối tài vận trong ngày 29 tháng 10 của người tuổi Sửu gây phá hoại tài lộc, khiến tiền bạc dễ hao hụt. Việc kiếm tiền trở nên bấp bênh, khó tận dụng được cơ hội, lại thêm cảm giác chi tiêu eo hẹp, phát sinh nhiều khoản tiêu pha bất ngờ khi bạn không có sự chuẩn bị từ trước. Nhiều vấn đề phải lo nghĩ về công việc và cuộc sống khiến tinh thần tuổi này dễ chán nản, không kiên định trong chuyện tình cảm. Lúc này bạn rất cần sự động viên, an ủi của đối phương để sớm vực dậy tinh thần. May mắn là bản mệnh gặp được người có thể thấu hiểu mình, mối quan hệ hai bạn vẫn khăng khít. Mộc thổ xung khắc ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng, đôi lứa, hai người có thể giận nhau cũng chỉ vì có những quan điểm trái ngược về một vấn đề nào đó. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Mão. Người tuổi Mão hôm nay phải đối mặt với thiên quan khiến cho tinh thần của bạn có phần mệt mỏi, căng thẳng. Và đó chính là lý do bạn dễ cáu kỉnh hơn so với ngày thường. Chính vì thái độ tiêu cực này mà bạn đang tự gây ra rắc rối cho mình. Những nỗi lo lắng không tên sẽ được giải quyết khi bạn tìm ra vấn đề gốc rễ của nó. Những nghi ngờ của bạn với người ấy cũng vậy. Đừng để mọi thứ mập mờ và đẩy bạn vào tình huống khó xử. Bạn cũng có sự tự tôn riêng của mình cơ mà. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Thìn. Hôm nay, kiếp tài chỉ mang tới trở ngại khi con giáp tuổi Thìn không chú trọng tới việc xử lý các vấn đề xảy ra mà thôi. Một số sai lầm mà bạn phạm phải trong ngày này hoàn toàn là điều có thể thông cảm. Thế nhưng thái độ của bạn phải rất cầu thị, tránh việc làm sai còn hống hách nhé. Mão Thìn tương hại khiến bạn rơi vào lo lắng, thế nhưng nghĩ nhiều sẽ không giúp bạn có được giải pháp phù hợp cho mọi vấn đề ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ về những điều tích cực, chúng sẽ giúp bạn có tư tưởng thoải mái hơn. Ngũ hành xung khắc cho thấy có một số cặp đôi có nguy cơ tan vỡ. Nếu có xảy ra chuyện này thì cho phép bản mệnh buồn một chút thôi, sau đó bạn phải tiếp tục cho nó qua đi mới mong có thể mở lòng cho những mối quan hệ tốt đẹp hơn xuất hiện. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Thân. Thương quan xuất hiện mang tới điểm xui rủi mà người tuổi Thân không nên chủ quan một chút nào. Rắc rối hiện tại là sự khởi động cho một loạt vấn đề về sau nếu bạn không đủ khả năng xử lý triệt để trong hôm nay. Mộc kim xung khắc khuyên bản mệnh đừng nên ngồi đó mà đợi về một phép màu sẽ xảy ra với mình. Hãy tự mình tìm cách tháo gỡ vấn đề vì không ai có thể giúp bạn ngoài chính bạn. Với những mối quan hệ hiện tại, bạn cũng nên thận trọng hơn nhé. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất trong ngày 29 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!